đến bình nguyên vô tận. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Linh Quân nha. Hôm nay mình sẽ chơi con tướng Omen. Đây là con tướng tủ của mình. Trước đây thì mình từng được top Việt Nam. Và từ khi bỏ cái top, nó đã xuống top top miền Bắc thôi. Đã xuống top miền Bắc rồi. Thanh niên làm gì đây? Ui dồi ôi, chứ bẩn thế, sao lại tự nhiên lại có ông Văn Hên lên đây thế này? Chiêu Omen là mọi người đầu game cứ phải lên chiêu 1 nha. Để làm gì? Để chúng ta có thể dùng chiêu 1 kéo 3 con lính này vào và tiêu diệt chúng cùng một lúc, và để lên level 2 sớm hơn kẻ địch. Nhưng mà pha này là lên level 2 cũng chả có tác dụng gì, bởi vì mình bị hai thanh niên đánh. Một best Omen là phải biết lên chiêu 1 đầu tiên nha. Nhiều ông lên chiêu 2 phế thật sự. Lên chiêu 1 nó có thể cho mình thêm đam và khả năng gây choáng rất khó chịu. Mình có thể hạ địch solo ngay từ level 1 cũng được. Nhưng mà mình khuyên mọi người là cứ phải lên level 2 rồi hẵng solo. Đây, có thể dùng chiêu 1 kéo 3 con lính gộp vào để mình có thể chém cùng một lúc luôn. Omen farm rất là nhanh, với cái nội tại của nó là nó sẽ tăng tốc đánh này và thêm sát thương chuẩn. Farm rất là nhanh. Mình có thể dùng lợi dụng cái nội tại của Omen này. Chúng ta có thể out tiền đối thủ. Và chúng ta out tiền rồi chúng ta solo sẽ rất là dễ thắng. Chất tướng của Omen là chất tướng đã khỏe lắm rồi, solo rất là mạnh. Ở trận đấu này mình gặp kèo mắc. Nhưng mà không biết ở đâu ra đa, ông Van Hen đầu game đâu ra lại chui lên. Có ulti xích luôn. Mình hơn một level mà. Mình chắc chắn thắng rồi. Thanh niên mắc này ăn đòn rồi. Hẹo luôn. Vẫn còn hơn lửa cây máu. Mình dùng phù hiệu tinh linh cho Omen nha. Có tinh linh trong người thì Omen bắn. Cái tinh linh nó bắn rất là đau. Tinh linh thường được các xạ thủ dùng. Nhưng mà con Omen thì có thể dùng nha. Nó có nội tại tăng tốc đánh rất là nhiều. Tinh linh sẽ có tỷ lệ thuận. Nó sẽ bắn nhanh. Nghĩa là mình có, ví dụ mình lấy ví dụ mình có 100% tốc đánh đi, thì tốc đánh của tinh linh cũng sẽ là 100%. Nó sẽ bắn 2% máu. Mà là sát thương chuẩn nha. Thanh niên này lại liều mạng rồi. Đánh cho một quả vừa xong không dén à? Không dén thì lại đi thôi. Lần sau chừa nha. Đánh như vậy rồi mà không chừa. Mọi người thấy khỏe chưa? Mình có best Omen mà. Bạn này không biết bạn này đã gặp ai rồi. Bạn này gặp một best Omen đấy. Ô, thanh niên bật mắt này nè. Dám bắt mình không? Bắt ai kìa? Không bắt ai à? Trận đấu này thì tên bên kia thì không có hồi máu nhiều, nên là mình sẽ lên, không lên đao truy hồn. Mình sẽ lên cái áo trong băng để làm chậm. Và mình sẽ lên thêm cái gươm Uriel để khắc chế ba con phép bên bạn. Bên bạn có Kera phép rất sát thủ phép mạnh. Và có thêm cả cái con Aza rất là khó chịu. Mình bây giờ là chỉ số là 2-0 rồi, KDA 2-0. Farm rất là lẹ nha. Mọi người cứ vào trong rừng. Ơ thanh niên này bỏ lạc à? Ui lại cái ép mạng của thầy thế kia. Mọi người thấy tinh linh bắn đau chưa? Thanh niên kia ăn rơi à? Chạy được không đây? Có chạy được không? Kéo lại. Ui vẫn chạy được. Chạy này. Lộp mạng đi. 3-0. Cái trụ này sẽ thuộc về mình rồi. Mắc bây giờ phế rồi. Không còn khả năng ăn lại mình nữa rồi. Mình lên cái gươm Uriel để khắc chế Kera. Mọi người có thể lên gươm Uriel cho Omen rất là hợp. Mọi người biết mà, cái con Aza ấy, lúc mà nó ulti, nó sẽ có cái hiệu ứng biến mình thành cái con thỏ, cái con gì nhảy nhảy ấy. Lúc ấy mình sẽ không dùng được chiêu, và mình sẽ không dùng được chiêu 2. Thì khi mà không dùng được chiêu 2 thì mình sẽ mỏng đi rất nhiều. Con Omen là nó khỏe ở cái chiêu 2, nó trâu ở cái chiêu 2 mà. Không dùng được chiêu 2 là sẽ phế thôi. Đó, dùng chiêu 1 kéo 3 con lính vào và quật. Farm rất lẹ. Ôi, kéo vào phần cái thanh niên này. Phá game à? Búp bẩn rồi. Búp bẩn vẫn đang diễn ra.
Thanh niên Van Hen này cân trụ luôn. Liều thì ăn nhiều, mà không liều thì vẫn ăn nhiều, nên là mình cứ liều đi. Mạng này phải là mạng của thầy. Đòi KS. Bên kia chết 4 rồi. Mình tính lên cái gươm Uriel để khắc chế sát thủ phép như Kera, nhưng mà Kera trận này phế quá. Ui dồi, tham quá. Hơi tham rồi. Chết mất một mạng rồi. Mình vẫn sẽ lên cái gươm Uriel để khắc chế cái con Aza. Nó có cái kỹ năng. Ôi, mất trụ rồi. Sơ sảnh phát là mất trụ. Lại phải lên lên top bào thôi. Mắc này chưa gì đã bật ulti lên làm cái gì vậy. Gươm Uriel nó cũng có một cái nội tại rất là ngon. Nội tại giống cái phức hợp kiếm ấy, mọi người. Khi mà mọi người tấn công đánh thường ấy, nó sẽ tăng 10% tốc chạy. Kết hợp với áo băng thì làm chậm. Mình sẽ có thể dí, gọi là dí, dí địch, tiêu diệt địch. Địch sẽ khó mà có thể chạy thoát được. Ăn con rơi nào. Con rơi bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Nó chả khác gì một con quái con cả. 64 vàng. Ăn con quái, con lính con được 62 vàng. Chúng ta đã có áo băng rồi. Chúng ta đã có khả năng làm chậm. Nói thật với mọi người ấy, mình bây giờ mình bỏ cái top Omen rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ là best Omen. Đây là con tướng tủ của mình mà. Xích vào, quật. Thanh niên này chắc chắn chết rồi, không chạy được đâu. Bởi vì mình cảm thấy là cái top nó chả mang cái ý nghĩa gì cả. À, đông quá. Nó chả có một ý nghĩa gì cả. Nói thật thì nhiều trận mình còn bị mấy con như kiểu Ngộ Không, Zuka nó hành cơ. Mà đấy là những cái con mà mình khắc tinh của những con đấy. Mình cũng lên mấy cái ông top 1, top đầu thì mấy ông đấy cũng thì cũng mấy ông kiểu top top server ấy, cục vàng ấy. Xem mấy ông thì cũng có mấy ông kiểu bị hành. Bị hành cho không mấy, có trận còn một mấy cơ. Phế hoàn toàn luôn. Còn gặp cả mấy ông còn chặn lịch sử đấu cơ. Đóng lịch sử đấu không cho xem cơ. Và video của mình chắc cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta đã phá đến tận đây rồi. Ok, video của mình đến đây cũng là hết rồi. Tạm biệt mọi người nhé. Và đừng quên subscribe kênh, like cho video nếu thấy video hay.